Giờ là chương trình đọc báo VN và xin chào anh Hoàng Tuấn. Xin chào anh Nguyên Khôi và xin chào tới ngồi tất cả quý vị. Trước hết thì Hoàng Tuấn xin cảm ơn quý vị đã gửi bài vở rất nhiều, nhưng chúng tôi chỉ xin phép lựa chọn một số bài nào ngắn gọn và nó có tác động mạnh thì chúng tôi mới sử dụng, còn những có nhiều bài khác chúng tôi không sử dụng. Không phải là chúng tôi chê, nhưng mà chúng tôi để lại qua thời gian sau thì nó mất cái tính thời sự đi. Xin quý vị cũng thông cảm giùm. Có một số vị bảo rằng tại sao tôi gửi bài mà lại không dùng. Chúng tôi cũng xin quý vị thương giùm nha. Thời gian nó cũng có giới hạn quá thưa quý vị. Và thưa quý vị, trong mấy ngày gần đây thì Hoàng Tuấn có xem bộ phim Đông Châu Liệt Quốc tới cái đoạn mà Kinh Kha đi ám sát Tần Thủy Hoàng. Thì khi mà trong bộ phim người ta nói về cuộc đời của Tần Thủy Hoàng đó, thì Hoàng Tuấn thấy có nhiều điểm cũng lý thú là như thế này. Tần Thủy Hoàng lúc đó là một bạo chúa, muốn giết ai thì giết, muốn bắt ai thì bắt, nghĩa là không có lý do gì cả. Thì tự nhiên chúng tôi lại liên tưởng tới cái xã hội hiện nay ở Việt Nam, là muốn bắt ai thì bắt. Dĩ nhiên bây giờ thì không phải như xưa muốn giết ai thì giết, nhưng mà rõ ràng bây giờ muốn bắt ai thì bắt. Gần đây quý vị thấy như cái vụ ông Cù Huy Hà Vũ thì cũng quy cho cái tội vớ vẩn rồi bắt. Trước đó là ông Điếu Cày, rồi là cô Lê Thị Công Nhân, luật sư Nguyễn Văn Đài, tức là rất nhiều người bị bắt. Chúng tôi mới thấy tức cười có một cái là cái chuyện của cái thời Tần Thủy Hoàng đó là cách đây hơn 2.000 năm, 2.200 năm, bây giờ thế kỷ 21 mà nó lại giống nhau. Lịch sử lặp lại. Và có một điều lý thú nữa là Tần Thủy Hoàng lúc đó đó vì muốn giữ vững ngai vàng cho nên mới không muốn cho mọi người biết mình là con của Lã Bất Vi. Thì nếu mình biết mình là con của Lã Bất Vi, tức là không phải dòng giống của nhà Tần, thì sẽ mất ngai vàng, tức là chối bỏ cha. Thì hiện tại bây giờ cái xã hội hiện tại bây giờ Việt Nam cũng có người chối bỏ cha mình cũng để giữ vững ngai vàng, thì rất là lý thú khi mà xem cuốn phim này. Chúng tôi không quảng cáo cho cuốn phim nha, nhưng mà chỉ xin thưa với quý vị những cái điểm trùng hợp mà chúng tôi thấy nó cũng lý thú ở chỗ đó. Và để bắt đầu cho chương trình thì xin phép Nguyên Khôi, Hoàng Tuấn có một bài báo mà chúng tôi đọc, chúng tôi là nóng lòng tới cái giờ đọc báo VN để chia sẻ với quý vị. Choáng sốc với những câu xét hỏi của quan tòa. Văn hóa pháp đình là vấn đề không mới, nhưng thời gian gần đây là xuất hiện nhiều vụ việc cho thấy câu chuyện này đã trở nên là khổ lắm nói mãi và rất đáng báo động. Một tòa án cấp quận tại thành phố Hồ Chí Minh mới đây khi đăng cai hội thảo mổ xẻ văn hóa pháp đình đã thu hút sự tham gia của đông đảo các chuyên gia, thẩm phán, kiểm sát viên và luật sư. Một cán bộ trong ngành tư pháp kể một câu chuyện xảy ra cách đây không lâu trong một phiên tòa hình sự. Khi bị cáo trình bày loanh quanh, bị thẩm phán chủ tọa đã hét, cầm ngay. Tuy không trực tiếp chứng kiến cảnh ấy, nhưng có lần chúng tôi đây là phóng viên đó, đã phải sửng sốt vì vị chủ tọa ở một phiên xử của tòa án cấp huyện tại thành phố Hồ Chí Minh mời kiểm sát viên xét hỏi bằng câu, ê, tới phần của mày rồi đó. văn hóa pháp đình đúng không? Thưa quý vị, như vậy thì xét xử làm sao mà đã công minh cho được. Rồi một cảnh thường gặp trong cùng một buổi, hội đồng xét xử có thể đưa từ 3 đến 5 vụ án ra xét xử, nên thông thường để tiết kiệm thời gian, phần thủ tục được làm chung cho tất cả các vụ án. Và khi xử đến vụ nào, vị chủ tọa thì lại hỏi có yêu cầu thay đổi ai trong hội đồng xét xử hay không. Nếu không có yêu cầu thì nhập đề luôn phần xét hỏi. Nhưng rồi người điều khiển phiên tòa cũng gặp phải một cảnh trớ trêu nên phải đôi co với bị cáo. Hôm đó đến vụ thứ hai, vừa nghe vị chủ tọa nói là lúc đầu giờ tôi đã phổ biến quyền và nghĩa vụ của bị cáo rồi, khỏi cần nói lại nha, bị cáo có muốn thay đổi ai trong hội đồng xét xử không? Thì bị cáo Nguyễn Hoàng Trung tròn mắt, dạ gì à, bị cáo quên hết cả rồi. Thì chủ tọa bực nói là có chắc phải nói lại không, mất thời gian lắm. Bị cáo mới gãi đầu, dạ bị cáo, thế bị cáo chưa rõ chỗ nào, tòa nói lại chỗ đó. Bị cáo lý nhí, dạ thôi tòa cứ nói đại đi, bị cáo biết gì đâu mà hỏi. Vì chủ tọa cao có, mất thời gian với bị cáo quá, để tòa phổ biến lại từ đầu. Như quý vị, thường những bài báo thì chúng tôi trích thôi, nhưng mà cái bài này chúng tôi phải đọc cho quý vị nghe từ đầu đến cuối, bởi vì cái chuyện này mà không đọc thì nó tiếc lắm. Mới đây tại một phiên hình sự diễn ra tại tòa phúc thẩm tòa án nhân dân tối cao tại thành phố Hồ Chí Minh xét kháng cáo kêu oan của một bị cáo phạm tội giết người, một cảnh tượng đã khiến nhiều người dự kháng khó tin được. Trong khi vị chủ tọa đưa ra chứng cứ cho thấy bị cáo cầm dao đâm, thì vị thẩm phán ngồi cạnh từ đầu phiên xử đứng ngửa cổ tựa đầu ra thành ghế, bỗng bật dậy gắt, cãi cái gì nữa. Sau ông lại đập tay lên chồng hồ sơ rồi nói, chứng cứ rành rành thế này mà còn cãi à, về chỗ đi, loanh quanh chối tội. Nghe như vậy thì bị cáo tiêu nghỉu, nhưng rõ ràng trên gương mặt tỏ vẻ không phục. Hôm khác tại phòng xử A cũng của tòa này, người dự kháng cũng chứng kiến một vị thẩm phán thuyết phục một bị cáo khi vừa mở phiên tòa. Chứng cứ rõ ràng rồi, kháng cáo thì cũng vậy thôi. Lúc này các luật sư phía dưới chỉ biết nhìn nhau to nhỏ,
án chưa xử mà đã biết kháng cáo cũng vậy. Thôi bỏ tay. Thì quý vị, đó là mới tập 1 thôi, còn cái tập 2 nó còn hấp dẫn như thế này nữa nha. Còn nhớ có một vụ án là bị cáo nữ bị truy tố về tội lừa đảo sau khi đã ngã giá nhận tiền bán dâm xong. Bị cáo lợi dụng sơ hở rồi chuồn. Không may lần đó gặp phải một khách hàng cũng không vừa. Anh này bỏ thời gian tìm bị cáo nhiều điểm thường tụ tập gái bán dâm và tóm được bị cáo nộp cho công an. Nhưng mà đoạn này mới hấp dẫn quý vị nha. Trong phần xét hỏi vị hội thẩm nhân dân hỏi, vị hội thẩm nhân dân mới nói như thế này, bị cáo là người vô nhân đạo. Đã nhận tiền của người ta thì phải đi bán dâm chứ ai lại nhận tiền rồi chạy. Làm ăn như thế là mất uy tín. Cái gì đấy không? Đấy, cái ông này rất là hay, người rất là trọng chữ tín. Không ấy không riêng gì người dự phiên tòa, ngay cả các thành viên khác trong hội đồng xét xử dường như cũng cố nhìn không bật cười. Mình chết đâu, tức là nhớ nhận tiền không được xù nhé. Lần khác tại một phiên tòa xử vụ án gây rối trật tự công cộng của một tòa án nhân dân huyện, vị hội thẩm nhân dân cao giọng hỏi một bị cáo, khi tham gia gây rối có đem dao theo không? Bị cáo lý nhí thưa là dạ có. Vị này mới hỏi tiếp, đem dao theo tại sao không đâm? Bị cáo chỉ biết ngơ ngác nhìn tòa miệng ố ớ không biết nói gì. Rồi đến cái vụ xử ăn trộm, thì một vị hội đồng nhân dân cũng hỏi bị cáo là trước khi đi ăn trộm, bị cáo có ghé nhà ai không? Bị cáo mới khai là dạ có, và bị cáo có ghé nhà ông nội của bị cáo chơi. Tại sao không ghé nhà ông ngoại? Ông ngoại, tức là ông ngoại cũng đi ăn trộm đấy. Bị cáo nhìn quanh rồi thưa, dạ bị cáo không biết. Rồi lần khác một vị hội đồng nhân dân khi tham gia xét hỏi cũng đặt vấn đề là bị cáo bao nhiêu tuổi? Dạ 16 tuổi. Tuổi này là tuổi đi học đến trường, ai lại đi ăn trộm? Bị cáo ngơ ngẩn hỏi, dạ thưa vậy thì mấy tuổi mới được đi ăn trộm ạ? Thưa quý vị, theo một số chuyên gia trong lĩnh vực pháp lý, cách xét hỏi kiểu quy buộc hoặc là kiểu quát nạt làm cho bị cáo có cảm giác là hội đồng nhân dân, xin lỗi hội đồng xét xử thiên vị ác cảm, mất đi tính dân chủ tại phiên tòa. Có ông Nguyễn Hồng Sơn là trưởng phòng kiểm sát xét xử phúc thẩm, tái thẩm, giám đốc thẩm hình sự, Viện kiểm sát nhân dân, thì ông ấy nói như thế này. Thành phố Hồ Chí Minh cũng đưa ra một dẫn chứng mà ông từng chứng kiến, đó là một phiên xử dân sự. Khi đương sự cứ nói miên man không đi vào trọng tâm, vì chủ tọa đã ví von, nói dài như là trâu đái. Có thẩm phán hôm trước nhậu say, hôm sau ra phiên tòa còn nồng nặc mùi rượu, mặt đỏ lừ gắt gỏng. Thưa quý vị đó. Đây là một chuyện văn hóa pháp đình. Cái bản này là chúng tôi lấy từ báo Khoa học và Đời sống và trích từ báo Pháp luật, chứ không phải là chúng tôi đặt ra nha. Quý vị thấy ở Việt Nam á, những người xét xử có trình độ như vậy thì làm sao mà những người mà bị luật pháp được công bình được, những người mà bị kêu án là 5 năm 3 năm là như thế này thế khác, làm sao mà biết là xử đúng hay là sai? Chịu thua luôn, mệt thôi. Thưa quý vị, chúng tôi có một bài báo của tờ Việt Báo .vn. Xin nhớ là ở hải ngoại chúng ta cũng có tờ Việt Báo, nhưng mà tờ này là tờ trong nước, .vn, tức là .vn, báo trong nước. Thưa quý vị, Hà Nội, Phó Bí thư Huyện ủy Sóc Sơn bị người dân giam giữ. Tin từ Hà Nội đấy, thưa quý vị. Sáng, bài này mới toanh, sáng ngày 19 tháng 11, một số người dân đã giam Phó Bí thư Huyện ủy Sóc Sơn Hà Nội Vương Văn Bút tại trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Minh Phú. Đêm 19 tháng 11, công an đã ập vào giải thoát cho Phó Bí thư Huyện ủy Vương Văn Bút. 8 giờ sáng ngày 19 tháng 11, Phó Bí thư Huyện ủy Sóc Sơn Vương Văn Bút cùng một số cán bộ huyện Sóc Sơn đến Ủy ban Nhân dân xã Minh Phú để làm việc về việc xây dựng nghĩa trang công viên Vĩnh Hằng trên địa bàn xã. Đây là công viên Vĩnh Hằng thứ hai sau khi công viên Vĩnh Hằng tại xã Vặt Lại, huyện Ba Vì được xây dựng. Trong lúc làm việc thì một số người dân xã Minh Phú đã kéo đến phản đối, dẫn đến va chạm giữa người dân và một số cán bộ. Một số cán bộ an ninh trật tự đã va chạm với các em nhỏ là học sinh trường trung học cơ sở trong xã, dẫn đến 4 em nhỏ bị thương. Va chạm thôi mà bị thương. Chúng tôi đọc cái này thì cho quý vị biết là thực tế là chắc là mấy công an và nhân viên an ninh của bên huyện đã đánh các em học sinh này, cho nên chắc là các em phải đi nhà thương. Va chạm mà bị thương thôi. Dạ vâng, và chính vì lý do đó mà cho nên có thể là cha mẹ các em đã bắt giam giữ cái ông Phó Bí thư Huyện này. Cái vụ mà người dân ở trong nước rất là bất mãn về cái chuyện mà càng ngày lợi dụng những cái danh nghĩa này danh nghĩa khác để mà chiếm đất của người dân càng ngày càng xảy ra nhiều hơn, và người dân họ bất mãn đến cái độ họ không chịu nổi nữa, và ngay cả con em của họ cũng không chấp nhận cái chuyện đó. Mà bây giờ thì thưa quý vị, cái tin mới nhất cho biết là
đụng độ giữa hai bên, giữa dân và chính quyền, đến độ mà chính quyền dân phải bắt giam người dân giam giữ phó bí thư huyện ủy Sóc Sơn là tới mức nào rồi, người dân càng ngày càng bất mãn hơn. Thưa quý vị, nói về cái tâm tư, cái tình cảm, cái tâm trạng của người dân trong nước đó, thì chúng tôi có một cái bài báo trên báo Tuổi Trẻ nói về các bạn trẻ bây giờ thích mặc áo mà có mấy hàng chữ. Thì bài báo này chê, nó là áo sành điệu mà thuộc loại rỗm. Thời gian gần đây trên đường phố của thành phố Hồ Chí Minh xuất hiện những bạn trẻ mặc áo thun in những nội dung được xem là không phù hợp với văn hóa Việt Nam. Thậm chí trên áo còn xuất hiện những dòng chữ được in bằng tiếng Việt có nội dung làm mé mó danh ngôn. Thì ví dụ như thế này, có thể thấy trên trang web bán hàng của một số cửa hàng nhiều mẫu áo với nhiều dòng chữ gây sốc như không có việc gì khó, chỉ sợ mình không liều. In áo thì sợ bán áo đó. Mặc áo đi. Tại vì bây giờ cái kỹ thuật in ấn thì nó dễ lắm. Hay là có những câu như thế này. Không, anh đọc lại câu đó hay đấy. Không có việc gì khó, chỉ sợ mình không liều. Rồi một cái mẫu khác thì như thế này. Độc lập tự lo là hạnh phúc. Tức là tự mình lo lấy cho trả lo cho mình. Tức là cái câu khẩu hiệu ở trên tất cả cái đơn từ của nhà nước bây giờ đâu. Độc lập tự do hạnh phúc. Thì các bạn trẻ sửa là độc lập tự lo là hạnh phúc. Hay là một câu của Lenin là học, học nữa học mãi, đuối thì nghỉ. Thưa quý vị, thì người ta chê, người ta nói các bạn trẻ bây giờ như là vớ vẩn. Những cái câu như vậy là không có đúng, không phù hợp văn hóa Việt Nam. Nhưng mà cũng có ý kiến cho rằng đó là tuổi trẻ mà. Người ta cũng có những cái, người ta thích những cái gì mới lạ. Nhưng mà theo chúng tôi đó, cái sâu xa của vấn đề là như thế này. Những cái câu này nó phản ánh được cái tâm trạng của giới trẻ. Đúng rồi. Dĩ nhiên quý vị thấy không, học học nữa học mãi, đuối thì nghỉ. Nhưng mà có cái chuyện học hành nó rất là bình thường. Mà không có điều gì khó cả. Không có việc gì khó, chỉ sợ mình không liều. Bởi vì ngay giờ các ông cán bộ mấy ông cũng làm mẫu làm tả. Rồi cái câu hay nhất á, độc lập tự lo là hạnh phúc. Bởi vì xã hội Việt Nam bây giờ không ai lo cho ai cả. Mình ráng mà lo cho thân mình, chứ không ai lo cho mình cả. Chắc là xin quý vị giữ màn truyền hình, chúng tôi sẽ trở lại với quý vị sau một số những quảng cáo thương mại. Thưa quý vị nhớ nha, độc lập tự lo là hạnh phúc, chứ còn không ai lo cho mình. Nhưng tôi nghĩ cái câu này là đúng, là cần phải suy ngẫm cho kỹ. Chúng tôi có một bài báo cũng khá lý thú, to gan cài bẫy cảnh sát để tống tiền. Anh thấy không? Tức là bài báo này quy tội những người mà cài bẫy cảnh sát là như to gan. Nhưng mà đọc chúng tôi mới thấy mắc cười như thế này. Sau khi quay được các hình ảnh đang tiếp xúc với cảnh sát giao thông Ninh Bình, các đối tượng liên tục sử dụng nhiều sim điện thoại khuyến mại, gọi điện, nhắn tin đe dọa tống tiền. Thời gian gần đây ở địa bàn một số tỉnh trên quốc lộ 1A, đặc biệt từ Hà Nam đến Nghệ An, xảy ra một số vụ việc có dấu hiệu phạm tội đe dọa tống tiền lực lượng cảnh sát giao thông. Thưa quý vị, nếu mà chúng ta chỉ nói nghĩ đọc tới cái chỗ mà đe dọa tống tiền thì rõ ràng là có tội đó. Nhưng mà đọc kỹ nữa mới thấy nó mất cười chỗ này. Các đối tượng này thường giả mạo xe chở hàng rồi tiếp xúc làm luật trong ngoặc kép. Ở Việt Nam bây giờ cái chữ làm luật trong ngoặc kép có nghĩa là hối lộ đó. Với cảnh sát giao thông và dùng camera cỡ nhỏ gắn khuy áo để quay lại rồi sau đó tống tiền trực tiếp người tham gia làm nhiệm vụ. Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Ninh Bình đã lập chuyên án bí số là 983C để điều tra làm rõ và bước đầu đã xác định được các đối tượng liên quan có dấu hiệu phạm tội gồm có Lê Xuân Hoàng và Nguyễn Trọng Hai, Hoàng Văn Cường đều trú tại huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Nhiều lần Hoàng Hai và Cường đã đi ô tô chở quặng chạy qua địa bàn Ninh Bình và gạ gẫm môi chài đưa tiền cho cảnh sát giao thông. Nên cảnh sát giao thông rất là ngây thơ. Bị người ta gạ gẫm môi chài thôi. Sau khi quay được các hình ảnh đang tiếp xúc với cảnh sát giao thông Ninh Bình, các đối tượng liên tục sử dụng nhiều sim điện thoại khuyến mại gọi điện, nhắn tin đe dọa, khống chế hai chiến sĩ, vẫn là chiến sĩ nhé, hối lộ nhưng mà vẫn là chiến sĩ như thường, là Đỗ Văn Bình và Bùi Ngọc Toàn làm nhiệm vụ hôm đó. Anh Nguyễn Đình Hùng, cán bộ trạm cảnh sát giao thông Tam Điệp cũng từng gặp tình huống tương tự và sau đó máy điện thoại của anh Hùng đã nhận được tin nhắn là 100 triệu, đồng ý thì ok, không đồng ý thì thôi. Mới đây nhất là tối 17 tháng 11, các đối tượng tiếp tục thực hiện hành vi tương tự tại trạm giao thông Tam Điệp và đã bị công an bắt giữ khám xe, thu giữ nhiều USB, camera, sim điện thoại và nhiều đồ dùng giấy tờ khác. Trưởng phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Ninh Bình Bùi Xuân Thắng cho biết, công an đã quyết liệt vào cuộc điều tra và xét thấy các đối tượng đang cố tình thực hiện hành vi tống tiền và liên tiếp cài bẫy lực lượng cảnh sát giao thông. Tức là người ta không có nói gì cái chuyện mà cảnh sát có tội cả. Các đối tượng khai là thực hiện quay để chống tiêu cực, nhưng các đoạn băng không được gửi tới các cơ quan chức năng, đặc biệt là giám đốc công an Ninh Bình, để xem xét giải quyết, mà lại được gửi cho các đối tượng bị quay phim, đồng thời nhắn tin tống tiền. Mặc dù chưa khởi tố vụ án và bắt giữ người, nhưng công an tiếp tục mở rộng điều tra và thu thập thêm nhiều chứng cứ liên quan.
người ta chỉ buộc tội cho những người quay phim, tống tiền. Nhưng mà nếu mà công an liêm khiết, công an thực hiện theo những điều dạy của Bác Hồ, thì nó cai với kệ nó nha. Y hệt những cái vụ mà cái ông mà tôi vẫn còn nhớ, cái ông Nguyễn Trường Tô cởi chuồng đấy. Thì thay vì cái kia này cũng y hệt như vậy thôi. Thay vì bắt cái ông mà đi mua dâm phải không ạ, cái ông Nguyễn Trường Tô phải không ạ, thì lại đi bắt cái cô gái bán dâm kia. Bây giờ thì bắt cái cô gái bán dâm kia thì truy ra được cái ông Nguyễn Trường Tô này, đưa ông ra tòa xử với cái tội đi mua dâm đi. Còn cái trường hợp này cũng vậy thôi, cái đơn giản nhất để mà tránh những cái tiêu cực trong xã hội là bây giờ dẹp được cái nạn tham nhũng thì làm gì còn cái chuyện mà gài bẫy nữa. Với lại tôi nói ví dụ như khi những đã gọi là chiến sĩ công an nhé, đúng rồi, thì khi mà nó hối lộ mình bắt nó trước á, đúng rồi, bắt về cái tội hối lộ, đúng, thì làm sao mà bị ra được cái chuyện này. Còn cái này mình nhận tiền hối lộ, bây giờ người ta tống tiền thì người ta bắt người ta về tội tống tiền, còn cái tội nhận hối lộ thì không nói tới. Nhưng mà trong này anh vừa đọc đấy là đòi 100.000 phải, 100 triệu. Nếu đồng ý thì ok phải không? Không đồng ý thì không thì thôi, thì đâu có sự đâu mà tống tiền được. Chừng nào mà không đồng ý thì tôi sẽ mang cái này là tôi tố cáo anh ấy, tôi làm chuyện này chuyện kia. Còn đây đồng ý thì được, ok rồi bảo rằng là tại sao không đưa cho cơ quan chức năng. Cơ quan chức năng thì thế nào là phủ Bình Phủ, huyện Bình Huyện bố vào và dám đưa ra. Mà ngay cả cái chuyện này nè, tức là bây giờ phải bắt tội mấy tay công an trước. Nếu các anh liêm khiết thì các anh nó cài như kẻ nó, mình thiệt vàng đâu có sợ gì lửa đâu anh. Cây ngay thì đâu có sợ chết đứng đâu. Mà nếu mình là người liêm khiết đó, mình người trong sạch đó, thì mình bắt ngay cái thằng mà nó hối lộ mình, mình tóm nó ngay. Đúng rồi. Thế không nói gì cả. Thì quý vị, cho nên mà cái vụ muốn Trường Tô, tôi trở lại với muốn Trường Tô thêm một lần nữa. Thì anh cái vụ cái vụ đấy mà cái hình của ông ấy bắt được trong cái USB, trong cái phone điện thoại cầm tay của cái cô gái kia, mà còn để mấy tháng sau mới đưa, là mà lúc mà nghĩa là các anh chị nhà ta đấu đá nhau mới đưa ra, thì khốn khổ là cái chuyện này xong mà bây giờ mà đưa ra pháp luật để mà trừng trị được. Cho nên quý vị thấy cái xã hội Việt Nam bây giờ nó như vậy, làm sao mà người dân mà làm sao mà người dân có thể sống bình yên được. Nhưng mà anh tôi mà vừa nghe anh nói chuyện như vậy đó, anh đọc báo như vậy đó, tôi có cảm tưởng người Việt Nam bây giờ khổ lắm, người Việt Nam bây giờ sống khó khăn lắm. Nhưng mà thưa anh, cũng câu chuyện nó không hẳn là như vậy. Thực tế đất nước của mình cũng có những khó, dạ cũng có những trường hợp mời anh nghe cái bài báo sau đây nó không có đúng như anh suy nghĩ, không có đúng những cái điều mà anh tưởng về đất nước. Nhiều khi anh thiếu những cái thông tin chính xác. Mời quý vị nghe bài báo sau đây. Cái này giờ trước kia nói là đồng chí thấm nhuần nhỉ, đồng chí giỏi đấy, mai mốt trở về làm bộ tuyên truyền. Hồ sơ về nguyên bí thư tỉnh ủy Ninh Bình Đinh Văn Hùng, chuyện đôi Lục Bình 1 tỷ 800 triệu. Wow. Ông Đinh Văn Hùng là đối tượng điều tra liên quan đến đôi Lục Bình có niên đại từ thế kỷ 17-18 và một chiếc trống đồng 2.000 năm tuổi. Ngày 14 tháng 10, trong thông báo của hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 10 quyết định thi hành kỷ luật Bí thư tỉnh ủy Ninh Bình, ông Đinh Văn Hùng bằng hình thức cảnh cáo để ông Hùng thôi tham gia Ban chấp hành Trung ương khóa Đảng khóa 10 và nghỉ hưu. Thì ông ta đang hiện thời thì trước đây ông ta là Bí thư tỉnh ủy và đồng thời ông ta cũng ở trong Ủy ban Trung ương Đảng nữa, chức vụ rất là cao ở trong Đảng. Mình giờ về hưu à? Về đề nghị về hưu có 3 lý do mà thôi, mình đọc bỏ cái lý do đó đi, mình nói cái chuyện sau. Thế nhưng ngoài những khuyết điểm vi phạm nói trên, ít người biết rằng ông Hùng còn là đối tượng điều tra trong một vụ trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, liên quan đến đôi Lục Bình có niên đại từ thế kỷ 17-18 và một chiếc trống đồng 2.000 năm tuổi. Thưa quý vị, ông này bỏ tiền ra mua và cái số tiền ông ấy mua là khoảng 40.000 Mỹ Kim cho cái đôi Lục Bình đó, mà trị giá Việt Nam bây giờ là như chúng tôi vừa đọc nên quý vị là 1 tỷ 8 đó. 1 tỷ 8. Cái đôi Lục Bình này thì ăn cắp ở một nhà thờ và người ta mang bán, rồi sau đó bán cho ông ấy, ông mua bỏ số tiền là 40.000 đô ra để mua đôi Lục Bình này. Thì không tôi nghĩ là nhiều khi ông có lòng tốt anh ạ. Ông muốn bỏ tiền riêng ông ra mua để ông giữ bảo vật quốc gia chứ không thôi để nó tuồn ra nước ngoài. Nhưng lúc nãy anh nói thì được người dân rất là đói nghèo khổ này kia, nhưng mà không phải lúc nào cũng vậy. Đây. Còn cái chiếc trống đồng đó thì bao nhiêu tiền anh? Thì là theo cái trị giá ở ngoài người ta tính đó là khoảng 1.200.000 đô. Nhưng mà khi ông ấy mua thì bây giờ thì không biết là ông mua với giá bao nhiêu, nhưng mà trị giá của cái trống đồng đó, và cái trống đồng đó được xếp vào hạng dĩ nhiên rồi, cổ vật quốc gia. Thì thưa quý vị, với một người mà làm bí thư tỉnh ủy như thế này thì mà bỏ ra những số tiền lớn, đây là chỉ là ăn chơi thôi nhá.
Dạ. Mua cái lục bình là chỉ là để chơi thôi. Rồi sau đó ông ra ông thanh minh báo chí là tôi đâu có chơi đồ cổ đâu, con tôi nó chơi. Tức là ý muốn là con nó mới nó chơi thôi mà đã mua với số tiền này rồi. Con tôi đấy chứ tôi chơi thì đấy còn là còn bạo hơn nữa. Thì thưa quý vị, các quan to, các vị nghĩa là quan chức to lớn, mặt to, quan to mặt lớn ở Việt Nam, tay to mặt lớn ở Việt Nam, tiền bạc như thế nào, ăn chặt ăn. Mà ông ta có thể nói được là tiền này là tiền ở đâu được không anh? Có thể khai được bí tiền... thư tỉnh ủy, yeah, mà có trong ban bí thư gì trong trung ương đảng, ủy viên trung ương đảng, ủy viên trung ương đảng đảng đó mà tiền xài như vậy đó hả? Dạ vâng. Ở như vậy thì thấy đời sống cán bộ công nhân viên của Việt Nam cũng khá đó chứ nè. Cho nên thì chắc là tôi biết có nhiều người cũng muốn về Việt Nam để làm việc cho nhà nước đó, tại vì thấy cũng tương đối thoải mái đó. Nhưng mà tôi nghĩ là cũng không nên bắt tội ông này làm gì. Sao vậy? Bởi vì thường đối với những người cộng sản đó, những người đi sau phải học hỏi người đi trước. Và nếu mà cái trống đồng này đó thì ông phải đề nghị phải xem lại. Bởi vì nhà của bác Phiêu cũng có cái trống đồng. Nó thì như bác Phiêu nghe người ta có một số người binh vực nói là trống đồng của bác Phiêu là trống đồng kiểu mẫu thôi, nhái lại thôi. Nó thì không có chứ đúng không? Chứ còn không khéo thì lại ông ấy bị oan. Vì bác Phiêu cũng có cái trống đồng. Thế mà người ta vẫn đến thăm viếng rồi chụp hình, đã tặng quà cho bác, rồi bác còn gửi ra một cái quyển sách là Mênh Mang Tình Dân nữa. Nó thì ông lớn có cái trống đồng thì ông nhỏ cũng có cái trống đồng được chứ. Thưa quý vị, chúng tôi muốn nói là nếu mà bây giờ muốn đánh tham nhũng, muốn diệt tham nhũng thì rất là dễ. Hay thanh tra cái tài sản của những cái tay to mặt lớn như thế này, tay to mặt lớn như thế này biết hết thôi. Thưa quý vị, làm cái lương của bí thư thì đâu có bao nhiêu tiền, làm sao mà có đủ tiền để có thể ăn chơi như vậy được. Anh nói như vậy không được, anh nói như vậy thì nó động chạm chứ, chứ bây giờ qua Mỹ mua nhà tùm lum tà la bên này. Anh sao mà điều tra được. Rồi thưa quý vị, có một cái chuyện cũng rất là đau lòng là chúng tôi cũng trên báo Tuổi Trẻ là đường dây bán sống người nhà quê. Một bạn đọc phản ánh với báo Tuổi Trẻ là về một nhóm người hành nghề xe ôm ở bến xe miền Tây chuyên dụ dỗ người tỉnh lẻ lên thành phố Hồ Chí Minh tìm việc. Chúng thường trấn lột tiền bạc và đem bán sống nạn nhân cho những tay giang hồ làm công không lương. Tức là ở vùng nông thôn đi về thành phố để kiếm việc làm thì bị nhóm người này á, nó lừa gạt rồi nó tống vô. Nó bán cho những cái tổ chức mà làm công không lương và giống như là nô lệ của thời đại mới vậy. Và thưa quý vị, một cái trường hợp tiêu biểu là nạn nhân mới nhất là NCK 18 tuổi ngụ Châu Đốc ở An Giang. Nhà khốn khó K đón xe lên Sài Gòn tìm anh trai và xin việc làm chiều 30 tháng 10 khi xe vừa cập bến. Thấy con mồi lớn ngớ, một nhóm người hành nghề xe ôm bu lại giật túi sách, toàn bộ giấy tờ tiền bạc, số điện thoại liên lạc bị mất sạch. Kỳ méo máu, xin mấy chú chở con về xóm vải tìm anh con. Một gã đàn ông trong nhóm túm ca lên xe rồi chở đi. Em hốt hoảng kể lại là ông chở em đi khoảng 20 phút thì đến một ngôi nhà toàn người xăm mình. Em sợ lắm. Lúc đó một phụ nữ xuất hiện đưa cho ổng tiền rồi ổng đi luôn. Sau đó em bị người khác chở đi tiếp hơn một tiếng đồng hồ thì đến một ngôi nhà lớn ngoài đồng. Ông chủ đưa cho người chở 300.000 đồng rồi kéo em vào nhà khóa cửa lại. Và từ đó bắt em làm những cái công việc mà dưới sự kiểm soát của đầu gấu. Và thưa quý vị, chúng tôi cũng ngạc nhiên là người cộng sản thường hay nói là như thế này, dưới sự lãnh đạo tài tình của đảng, hai cuộc chiến thần thánh chống Pháp và chống Mỹ, như là ngoại xâm, là chúng ta đánh đuổi, giành độc lập tự do cho đất nước. Ủa tại sao có một cái nhóm giang hồ như vậy mà không đánh được anh? Đế quốc Mỹ đánh được, đế quốc Pháp đánh được, mà có một cái nhóm giang hồ thế này mà cho tới bây giờ thế kỷ 21 và chuẩn bị gần tới đại hội đảng lần thứ 11 mà vẫn còn những cái chuyện như thế này. Tại vì đảng của ta vẫn còn đang phải loay hoay để chống chọi với cái đế quốc Doanh anh. Chắc là chúng ta cũng còn thời gian nữa, phải chờ tuần tới để chúng tôi lại có dịp là gửi đến quý vị một số những bài báo mà chúng tôi đọc được trên những trang báo mạng của Cộng sản Việt Nam. Mời quý vị cùng đón theo dõi. Và lần sau chúng tôi xin nhắc với những người trong nước có viết đơn thì xin viết là độc lập tự lo là hạnh phúc, thì có lẽ nó có hiệu quả hơn. Cảm ơn quý vị. Chương trình Đọc Báo Vèm do Quê Hương Media thực hiện đến đây là chấm dứt. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào tiết mục này kỳ tới. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. We'll be right back.